Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, chúng ta thì không phải là ai cũng muốn mắc phải căn bệnh cao huyết áp, bởi nó không chỉ gây ra những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày, mà còn được coi là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm và được xem là kẻ giết người thầm lặng. Chính vì vậy, trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ đưa tới các bạn một trong những giải pháp vô cùng hiệu quả giúp điều hòa huyết áp, đó là sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 60 viên của Hàn Quốc. Đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen 60 viên này thì có nguồn gốc từ đất nước Hàn Quốc, là một đất nước là với cái nôi của rất nhiều loại thảo dược nổi tiếng như là nấm linh chi, nhân sâm. Và tất nhiên thì trong đó là không thể thiếu đông trùng hạ thảo rồi. Sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này thì có chứa thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Và thành phần này thì chiếm khối lượng lên tới là 95%. Trong đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này thì có chứa nhiều loại axit amin khác nhau, có lợi cho sức khỏe. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo lên tới 95%, thì sản phẩm này có những công dụng nổi bật thì đóng vai trò như là một loại kháng sinh tự nhiên rất quan trọng đối với cơ thể con người, trong quá trình là cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp tăng cường sức đề kháng của chúng ta, thậm chí là giúp cho chúng ta có sức khỏe là tốt hơn rất nhiều. Thứ hai, đối với hệ thống miễn dịch thì viên uống đông trùng hạ thảo làm tăng cường hoạt động miễn dịch tế bào, dịch thể, giúp chúng ta là chống viêm nhiễm, ngăn chặn sự phát triển, lây lan của vi khuẩn, virus. Sản phẩm này thì còn giúp là ngăn ngừa các loại bệnh tật, phòng chống di căn trong ung thư. Thứ ba, đối với hệ tuần hoàn, tim mạch, thần kinh thì viên uống đông trùng hạ thảo Hàn Quốc chứa hàm lượng cao mannitol, là chất làm giãn nở cơ tim và mạch máu não, tăng tuần hoàn não và tim. Viên hoàn tăng thể lực còn làm giảm mỡ máu, giảm cholesterol và lipoprotein, hạn chế xơ vữa động mạch. Đối với hệ thống nội tiết tố sinh dục thì đối với chị em phụ nữ, đông trùng hạ thảo dạng viên của Hàn Quốc rất tiện lợi khi sử dụng. Sản phẩm này thì giúp điều hòa nội tiết tố, khắc phục các triệu chứng như là kinh nguyệt sau sinh nở, tiền mãn kinh và mãn kinh, gia tăng hồng cầu cho chị em phụ nữ, cũng như là giúp cho chị em phụ nữ có làn da hồng hào. Ngoài ra thì viên uống này còn giúp cải thiện chứng lạnh tử cung. Đối với hệ trao đổi chất thì đông trùng hạ thảo Hàn Quốc làm tăng cung cấp và truyền tải oxy, tăng lưu thông máu, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất của tế bào, phân hủy và trung hòa chất thải độc tố trong cơ thể, duy trì môi trường cơ thể lành mạnh, ngăn chặn việc lão hóa cũng như là kéo dài tuổi thọ cho chúng ta. Quan trọng là với hệ tiết niệu thì viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này còn cho thấy là tác dụng rõ và nhanh chóng trong việc phục hồi, cũng như là làm giảm triệu chứng viêm thận mãn, suy thận, mệt mỏi, đau lưng hay là tê nhức các chỉ khớp. Đông trùng hạ thảo dạng viên này thì có tác dụng rất tốt trong việc là điều trị các bệnh rối loạn tình dục, ở thận hư, chữa bệnh liệt dương, tăng cường chức năng nam giới, chữa yếu sinh lý và chữa vô sinh thì hiệu quả vô cùng. Đối với hệ hô hấp thì viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này có công dụng nhanh, mạnh với các vấn đề về đường hô hấp như là ho, đờm, suyễn, viêm, hen phế quản hay là lao. Đối với hệ bài tiết thì viên uống đông trùng hạ thảo còn có tác dụng là bảo vệ gan, hỗ trợ điều trị viêm gan cấp, mãn tính, xơ gan, bệnh dạ dày hay là đường ruột. Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ 60 viên như thế này thì các bạn cũng nên có một số lưu ý rằng sản phẩm này không sử dụng cho trẻ em dưới 14 tuổi và ngoài ra thì chúng ta chỉ sử dụng cho người lớn thôi. Quan trọng hơn nữa là sản phẩm này thì khi sử dụng sẽ không gặp phải những tác dụng phụ hay là những phản ứng phụ không mong muốn nào cả. Bởi như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên thì sản phẩm này chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên. Và khi sử dụng thì nó sẽ mang đến những hiệu quả vô cùng bất ngờ. Và thường thì chỉ sau khi là từ 2 tuần cho đến là 1 tháng sử dụng thôi, chúng ta sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt ở cơ thể của mình. Vâng, và Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm đông trùng hạ thảo Hàn Quốc 60 viên này mang lại, thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng chúng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi, đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp 60 viên này ở đâu, thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm đông trùng hạ thảo 60 viên hộp gỗ này. Ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích.
Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.